nhắm mắt để thổi sáo hay hơn. Nếu như tôi nói như vậy nghe nó sẽ không hợp lý cho lắm, nhưng thực ra cái việc nhắm mắt chính xác nó sẽ có cái hiệu quả tích cực đến cái việc chơi sáo của chúng ta. Đối với những người mới tập thổi sáo, khi nhắm mắt ấy, chúng ta sẽ tập trung để chúng ta nhanh học thuộc được một bài hơn, một đoạn nhạc hơn. Đấy, chúng ta gọi là tập trung, giống như khi chúng ta tập trung suy nghĩ đấy, chúng ta sẽ nhắm mắt lại để chúng ta nhớ được cái câu nhạc nó nhanh hơn. Đấy, thì cái đấy là một cái hiệu quả tích cực của việc nhắm mắt khi thổi sáo. Còn đối với những người mà chơi lâu, có mình chơi thành thạo đấy, thì nhắm mắt nó vẫn có một cái tác động tích cực. Chúng ta khi chơi thành thạo, chúng ta vẫn thường xuyên phải chơi những cái đoạn nhạc khó, những cái đoạn mà vào cái nhịp nhịp nó khó, khó chạy ngón hoặc là chạy nhịp đấy, chúng ta nên nhắm mắt lại để chúng ta tập trung toàn bộ cái khả năng của chúng ta vào cái đoạn nhạc đấy. Ngoài ra còn một cái hiệu quả tốt nữa, đó là nhắm mắt nó chính là cái phong cách biểu diễn và là cái ngôn ngữ hình thể để chúng ta thả hồn theo tiếng sáo, chúng ta thể hiện cái độ phiêu vì từ đầu đến cuối. Ví dụ như là chúng ta thổi một bài hay lắm, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta chỉ cứ lúc nào cũng mắt cũng mở này, lúc nào cũng đứng yên như này, thì thổi nó có vẻ nó không có hồn và nó không không nhập tâm. Người ta gọi là thể hiện là cậu này cậu hình như cũng không tập trung lắm. Nhưng khi chúng ta nhắm mắt này, người ta sẽ có cảm giác là mình đang phiêu, đang bay theo tiếng sáo này, mình sẽ tập trung vào đấy, có vẻ mình thả hồn hết toàn bộ tâm hồn của chúng ta theo tiếng sáo, thì cái người xem người ta cũng cảm thấy nó hay hơn. Đấy, bây giờ tôi lấy ví dụ nhé, sau đó về các bạn cũng thử mà xem, cứ các bạn cứ nhắm mắt lại xem là nó có khác biệt so với mọi lần chúng ta cứ mở mắt từ đầu đến cuối hay không nhé. Bây giờ tôi thổi thử một cái đoạn nhạc đi, mở chương trình này xem nó thế nào. Giờ nhắm mắt với tôi nữa, tôi cũng không quen lắm, tôi quen mở mắt, tôi quen nhắm mắt rồi. Nếu mà bạn không tin, bạn cứ lên xem cái clip của tôi đấy, hoặc là clip của bất cứ một vị nào đó như kiểu như là Mão Mèo hay Tiến Vượng hay là Đức Liên hay kể cả anh Công Thơm, vị nào cũng kiểu gì cũng nhắm mắt mà xem. Các bạn cứ thấy ý xem kiểu gì từ đầu đến cuối, các ông cũng có lúc cũng nhắm mắt. Bây giờ tôi thử nhắm mắt một đoạn, các bạn chú ý xem nó có bay theo tiếng sáo không. Thôi, ví dụ một đoạn như thế, tất nhiên là cũng không nhất thiết chúng ta vì từ đầu đến cuối chúng ta cứ nhắm liên tục như ngủ, chúng ta cũng thỉnh thoảng mở ra cũng được. Tôi nhớ ngày xưa đấy, lần đầu tiên mà đứng trước một cái sân khấu, là đấy sân khấu cũng đông mấy nghìn người đấy, thì lần đầu tiên đứng ở một cái sân khấu đông đấy, tôi chưa lúc nào mà tôi đứng sân khấu nó lại chuyên nghiệp như thế. Thì thứ nhất là bên dưới là người ta rất là đông. Thứ hai là ở ngay cái phía phía phía, phía trước sân khấu ấy, nó sẽ có cái đèn 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 chiếu đấy, nó sáng nó chói cả mắt, cả cái khói nó phun. Thì cái lúc đấy tôi mới biết được rằng là cái việc nhắm mắt nó có tác dụng, nhất là để chúng ta đỡ bị chói mắt, thứ hai là khán giả ở dưới người ta có phản ứng nó nó không tốt, người ta có ném cái gì thì chúng ta đỡ bớt sợ đi, chúng ta nhắm mắt lại đấy. Thì tôi nói vui như thế, rồi sau clip này các bạn cứ thử nhắm mắt xem thế nào nhé, rồi chia sẻ ý kiến ở bên dưới. Tôi rất thích khi mà các bạn bình luận ở phía dưới, thì như thế chúng ta sẽ có cái phản hồi để
để ngay bản thân tôi cũng học được nhiều cái điều từ ngay các bạn. Không phải là cái gì tôi cũng biết đâu, tôi chỉ biết một số cái thôi. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.